Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho các bác một cái máy rũa xích. Cái máy này thì em tự chế bằng một cái máy máy cắt nhôm. Cái máy cắt nhôm này em mua ngoài vựa ve chai. Đó. Thế thì người ta không xài nữa, người ta dục cái chai chai thì em mua về để em chế thành cái máy rũa xích. Đó. Thì cái máy cắt nhôm này nó có thể điều chỉnh nghiêng đi được. Đó. À, mình dựng đứng nó lên, đó. Dựng đứng đứng nó lên vài được ha, dựng đứng nó lên rồi mình ngả nó xuống được, đó. Cái máy cắt nhôm là nó lợi là nó như thế, rồi mình khóa lại thì mình có thể điều chỉnh độ xéo nó bao nhiêu, ha. Xéo nhiều xéo ít thì được hết, đó. Cái máy cắt nhôm nó tiện. Ở trên cái bàn này của nó thì nó có cái phân ra bao nhiêu độ, từ đây đến bao nhiêu độ, quay qua đây bao nhiêu độ, quay về đây bao nhiêu độ, đấy. Thì vì để chế cái này thì mình đầu tiên mình bỏ hết mấy cái bộ giữ của nó đây ra, mấy bộ giữ của mấy cái bộ này bỏ hết ra. Bác nào mà kiếm được cái miếng nào bằng sắt nóc đây thì ngon hơn. Em chưa có thời gian làm nên là em mới có để nó ở đây thôi. Đó, thì em xài vậy thôi. Đó. Còn về cái phần này thì đây là cái phần bộ tăng giảm. Đó, à, mình đẩy tới, kéo nó lại. Đó, mình kéo tới đây. Nó sẽ giảm tụt cái mắt hầu này vào đây, còn mình nhả nó ra, nó đẩy tới, tùy theo cái hầu này nó còn nhiều còn ít ha. Khi nó còn nhiều thì mình kéo nó vô, vặn nó vô, mà nó mòn dần hết rồi mình vặn nó ra để cho nó đẩy này tới, đẩy tới cho nó tới cái đá này nó mài vào cái mắt. Đó. Bộ này đây, ở đây thì em chế ở đây trong này là có 3 con tán của con ốc. Ốc này là ốc già, này là ốc 10. Ốc 10 thì có 3 con tán ở trong. Đây là cái điếu 10, em cắt hai cái điếu 10 em dạng hàn vô với nhau. Cái độ dài này của nó nhiều hơn. Nếu như mình cắt có một cái, mình xài một cái, độ dài đó rất là ngắn. Nó có chỉnh tới được nhiều. Nhưng mà em cắt nó dài nên là nó chỉnh tới được nhiều, tới lui được nhiều. Đó, rất là dài. Đây cái nồi xo là tự động nó đẩy tới đẩy lui thôi, mình chỉ được vặn bằng cái này. Đó. Cái bộ này là để khóa giữ lại. Cái này em chế được các bác. Đó. Còn cái này thì các bác lấy cái lam cũ. Lam cũ mình chế ra lam cũ này thì mình phải làm một con ốc. Ốc để mình ép nó lại, ép hai bên. Đó. Tại vì cái lam mạch nam này nhiều khi cộng sên nó mòn rồi á. Thì mình sẽ phải siết nó vô để cho nó ép bớt lại, nó không có lắc đó. Nếu mà sên mới thì mình nhả nó ra, nó sẽ chạy nhìn được nhiều hơn đó. Còn nếu sên cũ rồi thì nó sẽ lắc nhiều, mình phải siết nó vô đấy đó. Mình cứ đẩy sang bên này đó. Đấy. Ở bên dưới này thì nó có cái bộ vặn khóa để xoay, mình có thể điều chỉnh bao nhiêu độ đó. Đây này, đó. Của em nó cận vào đây, em phải chế lên đây. Của bác nào già thì các bác có thể cho nó đây vòng xuống đây. Của em nó hết chỗ rồi nên là em phải chế nó vòng vào đây. Đó. Chạy tới đây. Đấy, xoay ha. Chỉnh bao nhiêu độ. Đấy. Cái này nó siết lại. Cái này các bác kiếm cái đồng tiền cũ. Đồng tiền cũ thì mình bỏ vô đây để cho nó chạy. Đó. Để tới để nuôi thôi. Đó. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Bây giờ em rũa thử cho các bác cái ha. Đó, em chỉnh độ xéo bao nhiêu độ. Đó, nó chỉnh ra một tí. Đó, mình căn cho nó chuẩn rồi mình mài ha. Lấy cho các bác xem. Đây cái mắt của nó em vừa mài đây. Đó, cái mắt mài đây cũng khá là bén cho bác nha, bén lắm á. Đó, bén lắm, nó hầu đây. Thì do cái đá này nhiều khi nó mòn thì hầu nó sẽ không chuẩn bằng cái đá mới. Đá của em gần hết rồi, em mài được hết rồi đó, nhưng mà cái này rất là bén.
Nói chung những cái này dành cho những bác nào mà cưa nó cụt cụt hết đầu đấy, cái đầu nó cụt hết đầu xe này, nó cụt hết, nó mất mũi thì mình mà bằng cái này lại rất là nhanh. Thì bác nào mà có cái máy cắt nhôm nào hoặc ra ve chai mà kiếm được thì mua về chế, nó cũng đơn giản này, chế cũng đơn giản, không có gì phức tạp lắm. Cái lỗ ở đây này, lỗ quay đây các bác phải căn, em phải căn mãi mấy lỗ nó mới vô được giữa ha, mình căn không chuẩn là nó xoay về nó không có chuẩn. Căn đây, nếu các bác căn ở trong này thì nó chuẩn hơn. Cái lỗ tâm này, anh em căn ở ngoài thì nó cái độ nội tâm thì nó hơi khó làm. Còn bác nếu mà bác nào làm thì các bác làm lỗ ở đây, cái độ tâm nó mình quay rất là dễ. Còn đây em làm đây thì em quay đây, nó còn quay qua bên này. Đấy, nãy mình rửa mắt bên đó rồi mình, giờ mình quay qua rửa bên này. Đây, xoay lại chứ. Đó. Cái mắt bên này hơi hơi to. Đấy, các bác điều chỉnh cái này cho nó vừa thôi. Đó. Đây, cái mắt em vừa mài đây. Đó, cái mắt em vừa mài đó, các bác thấy không? Nói chung là giữa mài cho mấy bác nào mà bị cụt sên cụt ấy thì rất là ok. Bác nào mà xài nhiều giữa nhiều thì chế cái này để giữa để khỏe. Tối đến chỗ giữa tức 2-3 cọng ngày đi cưa ấy rồi nó hư phát rồi là mình bỏ ra mình thay cọng khác. Tối về mình giữa một loạt luôn 2-3 cọng nó tiện. Đó, cái máy chế đó, đó nó đơn giản, nó chỉ thôi. Đấy, cái lam cũ thì nhà mình có, ra chợ mua mấy con ốc này thôi, hàn mỗi cái chỗ này bẻ lại cũng được, nói chung là hàn này thôi đó, ok, đơn giản vậy thôi đó. Rồi, video của em đến đây kết thúc, các bác nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhé. Rồi, xin chào các bác, chúc các bác luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.